Em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục hạ những cái dàn phi điệp ở trên này xuống để cắt những cái kỳ để bán cho các bác. Đây là giới thiệu các bác về cái kích kỳ này. Đây là cái kích kỳ phi điệp thường này. Đây các bác. Đấy, những cây bây giờ đều đã thắt ngọn và rất là ok rồi. Cái kỳ phi điệp thường thì thường thường là người ta hay cách kích đến tận gần cuối. Còn phi điệp đột biến thì người ta không kích đến cuối đâu, người ta chỉ kích tầm 3 cái ở đầu này. Lấy ba cái này vào xong họ cắt ra để tách sang chậu mới, xong họ mới kích dần tận cuối các bạn. Nhưng phi điệp thường này thì thứ nhất là giá cả nó rất là ok, và thứ hai là một những cái phương pháp về thí nghiệm. Các bác có thể mua những chậu lan như này, em mua những chậu lan này về thí nghiệm để kích kỳ, kích các kiểu cho nó ra kỳ trên thân, thì mình vừa đỡ mất tiền mua chậu trồng, rồi lúc cắt bán là mình sang chậu luôn. Kỳ này em chỉ bán có 10.000 một cái thôi các bác nhé, đây 10.000 một kỳ thôi. Còn kỳ dài từ một phân từ một phân trở đi, một gang tay ấy. Đấy, từ một gang tay trở đi này em bán 15.000. Còn kỳ ngắn kỳ 10 tầm khoảng 10 phân trở xuống là em bán là 10.000 các bác nhá. Những kỳ này rất là đẹp. Và nếu mà các bác lấy nhiều em có thể cắt cả cái băng này cho các bác. Các bác phải đặt cả vào chậu thì sang năm các bác sẽ có một chậu rất là đẹp. Giá cả này hết sức là rẻ nữa. Trong vườn nên có một vài chậu phi điệp tím để mình có thể thí nghiệm cái kỳ các thứ, thì sau này mình sẽ làm trực tiếp trên những cây lan phi điệp đắt tiền thì mình sẽ đỡ bị bỡ ngỡ hơn các bạn. Vì khoan chọc ngoáy là những cái vấn đề hết sức nó liên quan đến sẽ chết cây, hoặc là kết quả nó sẽ không như mong muốn. Chính vì vậy mình cứ lên có những cái chậu này mình trồng, mình áp dụng, mình làm một năm trước. Sau một năm thì mình đã nắm rõ được cái quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc cây rồi, thì lan có mà kể cả bỏ dị cũng chơi được hết các bạn, cũng chăm được. Nó cũng chỉ giống phi điệp thường này thôi. Có một cái điều rất là thú vị là mình càng để ở nơi bình thường thoáng đãng và mình không chăm sóc mấy thì cây lại càng phát triển tốt. Còn ngày ngày mình nên mình ngắm nghía nó hay nó sợ quá nó không chui ra dễ rồi. Đấy là kỳ phi điệp. Còn kiếm thì em vẫn có nhiều nhá. Hôm nay em có một. Ôi dồi. Em có một thân vị hoàng già này, nhưng mà ra dễ rồi. Hy vọng nó sẽ đẻ được con. Thôi thế này không bán đâu. Em có một thân cánh bầu lưỡi hồng già 200. Cây này đẻ rất khỏe. Đấy, có một cây cánh bầu 200. Còn cây này là hai thân là 500. Cánh bầu lưỡi hồng, hoa rất là sai. Hoa này đặc biệt cần nó lại không rích rắc, mà hoa nhiều bông, rất nhiều bông, nó giống như là kiếm Việt Nam ấy. Chỉ có 500 một chậu thôi. Đây cũng 500 này. Còn cây cánh bầu lưỡi hồng này một mẹ một con bé này là em bán là 300. Cái này nó trưởng thành từ thân già cho nên là nó bé. Còn vị hoàng. Đấy, vị hoàng như này. Vị hoàng lá sần. Vị hoàng em bán những thân nhỏ nhỏ thì em bán 500 một thân thôi. Đấy, những thân to đẹp em bán 700. Những thân nhỏ nhỏ này thì đây, tầm này 500 một thân. Đấy, những thân nhỏ nhỏ như này để làm giống rất là ok này. Đấy. Còn đây là kiếm vàng Tây Linh. Đấy, vàng Tây Linh nhà em. Cái này bị chuột ăn từ lúc nó mới ra mầm, cho nên là cây nó có vẻ trông nó bé bé. Đây, tuyết ngọc nhà em vẫn 600 một thân, 500 một thân này. Tuyết ngọc thì lớn nhanh, đẻ khỏe, củ nó. Riêng củ tuyết ngọc các bác để ý nó cứ củ tròn vo, nhìn rất là sướng mắt này. Củ nó cũng tròn vo. Và cánh bầu Hải Phòng thì vẫn cứ 300 một thân thôi. Cánh bầu Hải Phòng thì nó rẻ và đẻ rất là khỏe, lớn nhanh. Đây, tuyết ngọc nhà em đây. Cái thái này là em trồng, em hay lấy cả chậu to về, không còn về sau là em đổ hết giá thể ra, em cho giá thể của em vào, không em trồng. Cho nên nhiều cái chậu đây, toàn bộ những cái chậu này em không mua một cái nào các bác, tất cả là đều là được kiểu như là mình mua cây về mình nhổ cây ra ấy, không mình lấy chậu này, toàn bộ những cái chậu này đều không phải là của nhà em. Em hay tận dụng những chậu cũ. Đây là vàng Tây Linh. Đấy, hai thân già này 1,5 triệu này. Còn Tây Linh Sần thì 700 một thân. Đấy, Tây Linh Sần này. Đây có thân tơ vị hoàng lá sần đẹp này. 500 này. Bên này là vàng Tuyên Quang 800 một thân. Đấy, kiếm vàng Tuyên Quang. Nhìn khai tu cho bà này. À, em có một lô
Em còn lô toàn những cái xấu xấu bé bé này. Đây này. Bé lắm, vừa bé vừa xấu. Rất nhiều thân già. Đây có cả chầm nữa. Đấy, tất cả các bác lấy hết cả cái lô này em lấy 100 nghìn nhé. Đấy, tất cả cái bọn xấu xấu này. Tổng cộng có 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 rổ. Vô số cành già này. Đấy. Có lấy thôi em tính 150. Đấy, 150 cả lô. Về tha hồ mà nhân giống các bạn. Đấy, chỉ có 150 thôi. Đấy, còn bên này em còn mấy hòn đá Thạch Anh thôi. Thạch Anh em còn ít thôi. Còn có 3 hòn này. Đấy, 3 hòn này thì em bán 2 hòn này thì bán mỗi hòn 100. Đấy, còn 2 cái hòn 470 hơn 400 này em bán mỗi hòn 200. Em thanh lý lốt để không bán đá nữa. Đá em không có đam mê. Đúng là làm gì cũng phải có đam mê mới thành công thật. Cái đá này em không đam mê tí nào. Còn đĩa dớn là 14.000, trụ dớn là 9.000 và bảng dớn 15-60 là 15.000, 20-40 là 13.000. Đĩa lan trần mộng thì vẫn 100 một cân. Đĩa lan trần mộng thì nếu mà cây nó yếu quá thì nụ nó hay bị gãy. Đấy, đĩa lan trần mộng 100 một cân. Đấy. Riêng đĩa lan trần mộng thì em bao ship các bạn. Còn đây là xích ngọc trắng. Xích ngọc trắng em đang thanh lý này. 150 là được 2 khóm. Đấy, em còn 4 khóm này, bác nào lấy cả là 300 này. Đấy, 300 là 4 khóm luôn. Đấy, em đang thanh lý. Đấy, kiếm xích ngọc trắng, 4 chậu là chỉ có 300 thôi nhá. Hai cái là 150. Còn bên trong này là em mới về. Đây. Chí sần này. Chí sần chậu to bản ná đây, bản ná mẹ 6 cm này, kinh thật. Đây có một cái thân này nó bị vỡ lá. Thân này 4 triệu, thân này là lần lỗi 4 triệu thôi. Còn lại là cái thân ở bên trong này. Đây. Thân này là 4, thân này là 5 triệu này, đấy, thân này rất to đẹp. Thân này cũng 5 triệu này. Đây. Đấy, thân này cũng 5 triệu, còn hai mẹ một con này là 10 triệu. Chí sần em có khá là nhiều, gần như là lúc nào cũng có luôn. Đấy, còn đây là vàng tê linh. Đây linh 1,8 triệu một thân. Hôm nay em về thêm cái hôm nay về thêm một chậu Phú Thọ nữa cho nó có cặp có đôi. Đấy, chậu này được 21 phân. Đấy, chậu này em bán 14 triệu thôi các bạn. Đấy. Phú Thọ rất là dễ, tầm này rất là dễ mua và thắt ngọn rồi. Sang năm cái mầm gốc nó chỉ cần đẻ được 2 cái. Nó lên tầm sang năm nó phải được 1 mét các bạn. Đấy. Nếu 20 phân này sang năm cả kỳ cả ấy phải được 1 mét. 1 mét thì bán rẻ có 50 triệu. Còn đây là cây Điện Biên. Cái Điện Biên này em bán 4 triệu rưỡi. Mẹ con to. Đây có một thân chí sần già nhỏ nhỏ em bán là 2 triệu đây. Thân nhỏ nhỏ là 2 triệu thôi. Đấy. 2 triệu thân này. Còn thân chí sần này là 5 triệu, hai thân. Còn đây cũng là một thân chí sần này. Thân chí sần này em bán 3 triệu rưỡi một thân, có hai thân thôi. Lá thì to, xoáy. Toàn mầm vặn xoáy. Thế là chí sần. Nên em về thêm cả lưới Nhật nữa. Lưới Nhật. Đây có một giò xanh sạch này. Bác nào lấy thì lấy 300 thôi. Đấy. Nguyên giò xanh sạch luôn. Cái này làm kỵ cũng hay lắm. Còn lưới Nhật hôm nay em vừa về. Đấy, lưới Nhật là em bán 130 một tấm các bác nhé. Nó hơi vá vá một tí. Lưới Nhật em bán quanh năm luôn. Đấy, còn bên này là các loại dao. Dao chặt gà, chống dính 200, dao thái 200. Dao chặt xương là 220. Kẹp càng cua này. Kẹp càng cua để cắm kỳ này. 400 đồng một cái. Nano bạc là 30. Đây dưỡng chất AB. Đây là Biotiver. Đây là dung dịch. Còn chống lấm thối là có Zidomin. Đấy, phân que của Mỹ này 100 một hộp này. Phân que của Mỹ.
cái key xanh là 40, cái key đỏ là 45 các bác nhé. Thế còn đây có mấy gói siêu lân mới siêu ra dễ này. Đây mấy cái này chỉ có 5.000 một gói thôi. Đấy, siêu lân. Siêu ra dễ 5.000 một gói. Đấy, còn rất nhiều đây. Rất nhiều siêu lân siêu kali. Quả thông thì phân dê thì 10.000. Giớn sợi này, đấy sợi giớn này là 30.000, còn giớn mảnh này, thôi giớn mảnh này bây giờ bán 15.000 thôi một cân các bác nhá. Đấy. Chính thức từ nay là bán rẻ. 15.000 một cân. Đấy, giớn sợi. Còn đây là vỏ thông. Đấy, vỏ thông mài cạnh số 3 là 12.000. Số 2 cũng 12.000 và số 1 là 10.000. Xin cảm ơn các bác.